chào tất cả các bạn, mình là Minh Tú và mình rất là vui khi được quay trở lại Người ấy là ai mùa năm 2023. Thật ra hồi xưa giờ Minh Tú nói là Minh Tú không có gu. Thật sự luôn, từ nhỏ lớn chưa bao giờ có gu á. Đối với Minh Tú á, chỉ cần đúng thời điểm gặp đúng người, đó là người là gu của Minh Tú. Minh Tú chỉ ngắm thôi. Vẻ đẹp là một nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật mà, thì mình cứ ngắm thôi. Mình ngắm mình cũng đâu có làm tổn thương gì đến ai đâu. Cho nên mình cứ giờ đảo con mắt mình qua ngắm một chút. Mình ngắm theo một cái kiểu nó tinh tế một chút xíu. Rất là dễ. Bà nào mà đàn ông nhất á, bà đó là màu tím nha. Còn mà đã là màu đỏ có gia đình rồi á, trong cái cách họ hành động cũng như là cái cách mà họ trả lời á, nhìn là biết rồi. Đa số nhìn là mình sẽ biết. Tại vì thường thường những người đó họ nam tính, mà trong cái nam tính của họ là một cái sự hơi kiểu như là hụt lùi một chút xíu, giữ khoảng cách một chút xíu. Tại vì họ sẽ sợ là người phụ nữ ở nhà của họ ghen. Còn mà bà nào mà gồng cứng nhắc luôn là bà đó màu tím. Còn mà màu xanh lá cây là màu sẽ lúc nào cũng sẽ nhìn nó hơi đào hoa một chút xíu, hơi bay bổng và hơi luôn luôn open. Kinh nghiệm mười mấy năm trong tình yêu thì lúc nào nó cũng sẽ phải kết hợp cả hai. Thường con gái thì lúc nào mình cũng sẽ được muốn, đôi lúc mình sẽ muốn được phái mạnh cưng chiều mình. Nhưng bên cạnh đó, để một cái mối quan hệ đi lâu dài với nhau, cả hai phải có sự đồng điệu, cảm thông và chia sẻ được với nhau những cái vấn đề trong công việc và trong cuộc sống. Đầu tiên là với một người thế hệ Gen Y như Minh Tú và một người cũng rất là theo hệ tâm linh và một người cũng rất là hiện đại, có nghĩa là khi có vấn đề từ cả trong công việc và trong tình yêu thì là Minh Tú chơi tùm lum hệ hết, coi tarot cũng có, coi thần số học cũng có, về ba mẹ kêu mẹ dắt đi coi tử vi cũng có, rồi đi hỏi thăm bạn bè cũng có. Nhưng cuối cùng không có tin ai hết, người quyết định vẫn là mình. Mình có thích hay không, mình có muốn chia tay hay là mình muốn tiếp tục quen, mình muốn tha thứ cho người ta hay không, cuối cùng là mình. Cho nên là coi là để cho nó giống như là sẽ có một cái sự cố vấn từ người khác, nhưng mình cũng phải giống như là vững tâm, mà mình phải thông minh sáng suốt để mà mình đưa ra một cái quyết định nó đúng đắn, để sau này mình sẽ không phải đổ thừa ai, mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó của mình. Chắc chắn là có. Thật ra là không phải là trong tình yêu đâu, kể cả vấn đề mà các bạn đang đứng đây hỏi Minh Tú, nó cũng là một cái duyên. Mỗi người đi qua trong cuộc đời này mình gặp nó là một mối nhân duyên, chỉ đơn giản là cái mối nhân duyên nó có sâu đậm hay không, hay là mình chỉ phớt nhẹ qua nhau. Cho nên là mỗi một người mà Minh Tú gặp trong cuộc sống này, mình luôn cố gắng để mà dễ thương với nhau nhất, thiện cảm với nhau nhất, để cái giây phút đó nó được thăng hoa nhất. Người ấy là ai? Các bạn ơi, nhớ đón xem Người ấy là ai mùa năm 2023 trên kênh V Channel và Beyond nhé. Người ấy là ai 2023 trên kênh V Channel HTV2 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần. Xem sớm trên ứng dụng Beyond.